Chào mừng quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức Xoáy TV. Chúc quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay, 13 tháng 7 năm 2021, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn những tin tức cập nhật mới nhất trong ngày. Hơn 15.000 quân nhân và sĩ quan của thủ đô Hà Nội trong suốt một tuần qua trở nên xôn xao hơn ngày thường, vốn là một lực lượng chuyên bảo vệ các sự kiện quốc gia quan trọng tại Hà Nội. Những ngày gần đây, vì dịch bệnh COVID-19 không tổ chức các sự kiện quốc gia lớn, ngoại trừ sự kiện Hội nghị Trung ương 3 mới bế mạc vào ngày 8 tháng 7 vừa qua. 4 ngày tổ chức Hội nghị Trung ương 3 cũng là những ngày mà Bộ Tư lệnh Thủ đô phải hoạt động hết công suất. Phối hợp với Bộ Công an để đảm bảo an ninh cho hội nghị, ngoài ra như chúng tôi cũng đã đưa tin, do lo sợ có sự phá hoại của lực lượng tình báo và gián điệp Trung Quốc, Bộ Quốc phòng do tướng Phan Văn Giang chỉ đạo đã yêu cầu Tư lệnh Thủ đô tiến hành vụ đột kích trấn áp tội phạm để hoàn thành hai mục tiêu là phòng thủ bảo vệ hội nghị và tấn công hạ gục phần tử đối tượng. Thủ tướng Nguyễn Quốc Việt đã trực tiếp vạch lên kế hoạch để vô hiệu hóa nhóm cốc quỷ đã gây ra mối lo sợ cho làn tình báo trong những tháng vừa qua, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước 12 tháng 7. Để đột kích và triệt hạ nhóm gián điệp Trung Quốc này, chó nghiệp vụ và đội đặc nhiệm đã được bố trí ở khắp ngã đường khác nhau để cùng xông vào hai khu biệt phủ ở giữa thủ đô. Trước đó, cả khu phố này đã bị phong tỏa với lý do cách ly, phòng chống dịch COVID-19. Hai khu biệt phủ này cũng gần bộ chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thủ đô số 8 Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nói là gần nhưng lại bị cách trở bởi một số tuyến đường một chiều. Và thật oai âm thay, ngay giữa thủ đô, hai biệt phủ này rộng cả ngàn mét vuông trở thành sao huyệt cho lực lượng tình báo Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu, tướng Phan Văn Giang chủ trương ít đưa tin đến sự việc này để khi điều tra xong sẽ bạch hóa thông tin, vừa không để cho lực lượng còn lại của Trung Quốc kịp trở tay, vụ việc dù tiến hành trong bí mật, nhưng ngay lập tức đã tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và cảnh báo được kích hoạt ở tình báo Trung Nam Hải. Như phản xạ tự nhiên, phía tình báo Hoa Nam cũng bắt đầu điều tra nguồn cơn nào mà cục phản gián của quân đội ta phát hiện ra chân rết của mình. Quay trở lại với việc hai biệt phủ này bị đột kích, thông tin từ người phát ngôn Tư lệnh Thủ đô cho biết, qua sự phối hợp của Tổng cục 2 và Bộ Tư lệnh Thủ đô, cánh cửa mã hóa bên trong khu biệt phủ đã được giải mã thành công. Và ngày hôm qua, khi tấn công vào vẫn còn căn phòng bí mật, hay đúng hơn là một ngôi nhà bên trong căn biệt phủ đã không thể xâm nhập được, phải nhờ đến cục mật mã Bộ Quốc phòng vào cuộc để giải mã. Các chiến sĩ mật mã đã nghiên cứu mã khóa cánh cửa đặc biệt này. Cho tới nay chưa có thông tin thêm về việc tiến sâu vào bên trong. Người được tướng Phan Văn Giang ủy thác để thực hiện phi vụ này cùng với Bộ Tư lệnh Thủ đô là Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, sinh năm 1961, là một tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam với hàm thượng tướng. Ông hiện là Thiếu tướng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phụ trách công việc đối ngoại, biên giới. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến được lệnh trực tiếp từ Bộ trưởng phối hợp với Quân khu 1 và Quân khu Thủ đô phải tìm bằng được ông Ngô Xuân Lịch. Hai cuộc tấn công đã nhắm vào Đại sứ quán Trung Quốc qua các cuộc tông xe nhưng bất thành. Bên cạnh đó, cuộc thẩm vấn lời cung 200 tên gián điệp từ Quảng Ninh cũng đang được đẩy mạnh để có các manh mối sâu chuỗi các sự kiện. Mục tiêu của cuộc đột kích, hai biệt phủ bắt nguồn từ đám tang, Thiếu tướng Tạ Minh Tường, Tổng cục Tình báo Tổng cục 2. Bọn gián điệp đã liều lĩnh manh động tới độ là chúng đã tính cho phát nổ để chôn vùi toàn bộ lãnh đạo phe ta, lực lượng đặc nhiệm, Quân đội Thủ đô phối hợp với phản gián Bộ Quốc phòng và cơ quan điều tra đã tiến hành đột kích vào khu phố nơi ẩn nấp của gián điệp Trung Quốc. Mục tiêu của Tổng cục 2 là truy bắt bằng được ba thứ trưởng đang lẩn trốn về quy án, hay ít nhất là tìm ra manh mối của những tay đầu sỏ này để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khác. Phụ trách điệp vụ này là Thiếu tướng Nguyễn Xuân Việt, ông là người có kinh nghiệm công tác và chiến đấu. Tháng 5 năm 2019, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng và được bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 3. Chỉ 5 tháng sau, ông được điều làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Tháng 6 năm 2021, ông chính thức trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 với tỷ lệ phiếu hợp lệ là 83,65%. Khi phát biểu về vụ đột nhập này và thành quả của việc bảo vệ Hội nghị Trung ương 3, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Việt nói rằng Bộ Tư lệnh
Nhìn công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội là nhân viên cử tri đặc biệt quan trọng, thể hiện vinh dự trọng trách của lực lượng vũ trang thủ đô trước Đảng, Nhà nước và quân nhân và nhân dân. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhận diện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, sau 28 giờ liên tiếp hỏi cung ở phân trại khu biệt giam của trại giam quân đội, nữ thư ký xinh đẹp của ông Ngô Xuân Lịch đã phải thừa nhận rằng điệp viên Hoa Nam đã lọt vào được thường tầng của hai bộ quyền lực này. Qua điều tra nắm địa bàn, Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương đã xác định rằng ba vị thứ trưởng và ông Ngô Xuân Lịch đã bao che những vị khách lạ, nói trắng ra đó chính là bọn nằm vùng gián điệp lợn trốn. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961 là một tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm thượng tướng. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phụ trách công tác đối ngoại biên giới. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến được lệnh trực phối hợp với Tư lệnh Quân khu 1 và Quân khu Thủ đô phải tìm cho bằng được ông Ngô Xuân Lịch. Hai cuộc tấn công đã nhắm vào Đại sứ quán Trung Quốc qua các cuộc tông xe, nhưng bất thành. Bên cạnh đó, việc thẩm vấn lời cung 200 tên tình báo từ Quảng Ninh cũng được đẩy mạnh để có manh mối sâu chuỗi các sự kiện. Có nhiều người vẫn bất ngờ là tới thứ trưởng hay bộ trưởng mà vẫn bị ngã vào vòng tay của giặc. Thật ra là các vị này không nghĩ là mình rơi vào bẫy của địch, mà chỉ là bẫy tình mà thôi, để đạt được mục tiêu khống chế Việt Nam trong vòng kim cô khó nhằn này. Tập Cận Bình và Ngụy Phương Hoa chủ trương phải cài cắm gót chân asin trong hai bộ quyền lực của Việt Nam là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Vừa dùng tình tiền để che mắt bọn quan tham, vừa dùng áp lực để buộc họ phải hợp tác. Ngay cả cô thư ký của Ngô Xuân Lịch đã tỏ ra một cách hữu hiệu. Ông Ngô Xuân Lịch sau những năm tháng sống với bà vợ hết tuổi thanh xuân, nay đã chán cơm thèm vợ. Và dĩ nhiên khi họp bàn với những thân hình nóng bỏng, thì ông đã giao hồn cho giặc. Chính các ông này khoái chí hưởng lạc với những lợi lộc và sự mơn trớn của những kẻ này mang lại. Trong chiến lược của Tập Cận Bình, để nuốt trọn nước ta, chúng đánh chớp nhoáng trên Biển Đông, khống chế toàn bộ ngõ giao thương quốc tế. Bên cạnh đó xúi giục Campuchia và Lào đánh từ mạn Tây bên trong đất nước, thì từ Ái Nam Quan cho tới mũi Cà Mau đã đầy giấy bọn gián điệp. Như vậy, Việt Nam chúng ta từ bể thờ địch tiến thoái lưỡng nan. Bên cạnh đó, nguồn tin trong nước dưới sự điều hành của Thượng tướng Phan Văn Giang được xúc tiến nhanh. Cụ thể là 7 thứ trưởng của hai bộ này đã phải thôi giữ chức vụ từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 để phục vụ cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, không phải tất cả 7 thứ trưởng này đều là gián điệp Trung Quốc. Điển hình là Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thì bị cánh quyền lực khác hất cẳng khỏi chiếc ghế quyền lực Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Phi đội đặc công Quân khu Thủ đô đã trực chỉ Đại sứ quán Trung Quốc để canh giữ những hèn tướng này tiếp cận nơi đây. Và một toán khác đã tiến hành bao vây cả chung cư thuộc Bộ Quốc phòng dưới danh nghĩa là phòng chống dịch COVID-19, nhưng trong thực tế là tiến hành khống chế và phân loại đối tượng để tóm sống bọn gián điệp đang núp lùm nơi đây. Tuy nhiên, không phải tất cả 7 thứ trưởng này đều là gián điệp Trung Quốc. Điển hình là Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thì bị cánh quyền lực khác hất cẳng khỏi chiếc ghế quyền lực Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Phi đội đặc công Quân khu Thủ đô đã trực chỉ Đại sứ quán Trung Quốc để canh giữ những hèn tướng này tiếp cận nơi đây, và một toán khác đã tiến hành bao vây cả chung cư thuộc Bộ Quốc phòng dưới danh nghĩa là phòng chống dịch COVID-19, nhưng trong thực tế là tiến hành khống chế và phân loại đối tượng để tóm sống bọn gián điệp đang núp lùm nơi đây. Ba thứ trưởng đã bị Hoa Nam tình báo mua chuộc là thông tin được nữ thư ký của ông Ngô Xuân Lịch tiết lộ với cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng. Cô nữ thư ký trắng trẻo và xinh đẹp của ông Ngô Xuân Lịch dù được đào tạo bài bản nhưng cũng không thể chịu được những nghiệp vụ hỏi cung của Tổng cục 2 dưới sự chăm sóc đặc biệt của Cục Phản gián Quân đội mới đây. Thư ký của ông Ngô Xuân Lịch đã không chịu nổi phải khai ra rằng ông Ngô Xuân Lịch đã tiếp tay để ba thứ trưởng cả Bộ Công an và Bộ Quốc phòng bí mật hoạt động cho Trung Quốc. Khi Thiếu tướng Tổng cục 2 Tổng cục Tình báo bị chết trong vụ tai nạn, nhóm gián điệp nhanh chóng tẩu tán, tránh khỏi sự truy sát của tướng Phan Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc ông Ngô Xuân Lịch và các tướng tá trong quân đội đạo chính bất thành, như chúng ta đã biết, vào ngày hôm qua Tổng cục 2, tức Tổng cục Tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã triệt phá thành công ý đồ của ông Ngô Xuân Lịch trong việc hợp tác với gián điệp Hoa Nam, cung cấp các thông tin trên cương vị, thời ông này làm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hồi năm 2016 cho đến năm 2021, Ngô Xuân Lịch ngay sau khi bị phát giác đã nhanh chân tẩu thoát. Thông tin cho hay rằng, dù không chính thức nhưng có nhiều căn cứ để tình báo Việt Nam xác định
ông Ngô Xuân Lịch đang đồn trú trong khu vực Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Hà Nội dưới sự bảo trợ một cách bền vững của ông Đại sứ Hùng Ba. Bên cạnh Ngô Xuân Lịch, việc truy bắt được tiến hành rào rết trên mọi lĩnh vực, thì phía Tổng cục 2 và Thượng tướng Phan Văn Giang cũng đưa ra hàng loạt các kế hoạch nhằm triệt hạ và thanh trừng những tướng tá trong quân đội tiếp tay cho Ngô Xuân Lịch. Bản tình báo quốc phòng cho phía Tổng cục Tình báo của Trung Quốc, tức Gián điệp Hoa Nam. Cơ sở căn cứ trụ sở của Gián điệp Hoa Nam cũng đang trong tình trạng được phía tình báo Việt Nam theo dõi chặt chẽ. Một khi có động thái nào mới trong việc tung người về Việt Nam, phía quân tình báo của Việt Nam tại Trung Quốc sẽ báo động đối với Bộ Tổng Tham mưu. Trong ngày hôm nay, một số thông tin cho hay rằng, ngay sau khi bị phế truất và bị truy tìm, ông Ngô Xuân Lịch đã lồng lộn và tìm cách phản kháng bằng cách kích động một số các tướng tá thân cận thuộc phe của mình, trong đó là 4 thượng tướng quan trọng bao gồm Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và một vị thượng tướng ẩn danh không được loan báo thông tin. Tìm cách khởi động của đội đạo chính nhằm lật đổ Phan Văn Giang và bộ sậu chính trị tại Việt Nam và thay thế tình hình giống hệt như cái cách Hoàng Văn Hoan thực hiện hồi năm 1979 thì làm tay sai cho Trung Quốc đã cố gắng thiết lập một bộ máy quản lý hành chính của quốc gia nhằm chống lại quân đội nhân dân Việt Nam và một số lãnh đạo thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam. Những ý đồ này ngay lập tức bị phía Thượng tướng Phan Văn Giang vô hiệu hóa. Thông tin cho hay rằng 4 vị thượng tướng nêu trên đã bị ông Phan Văn Giang đề nghị Bộ Chính trị cần phải cho nghỉ hưu sớm, giam lỏng để tiến hành điều tra, truy tố ra trước quy định của pháp luật. Hiện nay vẫn chưa biết các thông tin liên quan, tuy nhiên ông Phan Văn Giang vẫn đang nỗ lực cố gắng để đàm phán với Đại sứ Hùng Ba nhằm đưa Ngô Xuân Lịch về quy án. Nếu như phía Việt Nam bắt được ông Ngô Xuân Lịch thì thể diện của Trung Quốc không còn lại gì. Bởi vì toàn bộ việc cung cấp các tình báo do Ngô Xuân Lịch thực hiện cho Gián điệp Hoa Nam thông qua người vợ bé là Phan Hoa sẽ bị đổ bể. Phía Trung Quốc đã dày công thu thập các thông tin nêu trên cũng sẽ vô giá trị bởi phía Việt Nam đã đề phòng và thiết lập những kế hoạch mới thay thế cho kế hoạch phòng ngự tại quân khu 1, quân khu 2 và toàn bộ khu vực Biển Đông, đặc biệt là đảo Trường Sa và khu vực Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa. Như chúng ta đều biết rằng, phía Trung Quốc từ hàng ngàn năm qua luôn tìm đủ mọi cách để thâu tóm Việt Nam và việc âm mưu cải cắm đưa ra hàng loạt các vị trí cao cấp vào vòng quyền và tiền thậm chí là lôi kéo bằng nhan sắc của mỹ nhân cũng không phải là hiếm. Theo một tiết lộ của ông Thiếu tướng Trương Văn Long, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện nay Gián điệp Hoa Nam đã cải cắm rất nhiều trong bộ máy lãnh đạo, thậm chí con số lên đến hàng trăm. Buổi nói chuyện đã nhanh chóng bị kết thúc và ông Thiếu tướng Trương Giang Long đã buộc phải nghỉ hưu non trước tuổi vì những phát biểu mang tính chất chống Trung Quốc. Một số nguồn tin thân cận cho hay rằng ông Thiếu tướng Trương Giang Long bị bắt là vì đã đưa ra một số bình luận và trong đó có các hành động gây nguy hại cho Ngô Xuân Lịch. Nhờ điều tra hệ thống gián điệp sớm hay muộn thì Ngô Xuân Lịch cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Vì vậy, tiên thủ hạ vi cương, ông Lịch ra tay trước là thượng sách. Như chúng ta đều biết rằng, âm mưu của Trung Quốc cho việc thôn tính Việt Nam là điều đã được thực hiện hàng ngàn đời qua. Trung Quốc gia tăng các hoạt động để độc chiếm Biển Đông cũng nằm trong kế hoạch thâu tóm Việt Nam. Tóm cổ nhóm loạn thần thân Trung Quốc, Quốc hội Việt Nam chặn đứng âm mưu hạ cấp bậc tướng Phan Văn Giang. Sự kiện Thượng tướng Phan Văn Giang bị nhóm tướng tá thân tàu cộng hãm hại và ép buộc quân ủy Trung ương cần hạ cấp đang gây ra sự phẫn nộ của dư luận. Bên phía quân đội đã bị thế lực thân tàu cộng thao túng nên đã nhanh chóng tìm cách phế truất tướng Phan Văn Giang. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị chặn đứng bởi các đại biểu quốc hội. Theo thông tin chúng tôi nhận được, thế lực Trung Quốc đã bị đại biểu Lưu Bình Nhưỡng vạch trần giữa nghị trường. Ngoài ra, nhiều đại biểu gan dạ đã công khai danh sách những tướng tá công an nằm vùng lạm dụng quyền hành để thu lợi bất chính. Việc hạ bệ thượng tướng Phan Văn Giang là một trong số đó. Ngoài ra, các đại biểu quốc hội cũng cảnh báo âm mưu của Trung Quốc trong việc thao túng chính trường Việt Nam để dễ dàng chiếm Biển Đông, khiến một vùng rộng lớn thành ao nhà của riêng mình. Kính thưa quý vị và các bạn, tham vọng Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Quốc tế trước hết là các quốc gia trong khu vực và những quốc gia có lợi ích chiến lược gắn bó sống còn với Biển Đông bằng cam kết cùng đồng hành với Trung Quốc trỗi dậy một cách không hòa bình. Trung Quốc càng hung hăng gây hấn để thực hiện hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông thì cộng đồng quốc tế lại càng tỏ ra quyết liệt và mạnh mẽ hơn nhằm chặn đứng tham vọng nguy hiểm đối với tự do hàng hải cũng như hòa bình an ninh ổn định của khu vực toàn cầu. Và điều đó thể hiện qua những phát biểu cứng rắn cũng như hành động mới đây của cộng đồng quốc tế.
cuộc họp thảo quốc tế liên quan đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu Hudson của thủ đô Washington, Mỹ với sự tham dự của giới chức chuyên gia hàng đầu về Biển Đông, hội thảo lớn nơi để các học giả đến từ Đông Nam Á, châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ nêu ra những quan điểm đánh giá hành động chính sách của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump nhằm chống lại tham vọng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tên lửa sát thủ vừa bất ngờ ra đòn tập kích, phiến quân Chira im lặng đáng sợ. Thời gian qua, Viện Nghiên cứu Hudson đã diễn ra nhiều hoạt động nơi mà các giới chức lãnh đạo Mỹ tới dự để đưa ra các thông điệp mạnh mẽ về Trung Quốc đang trỗi dậy một cách không hòa bình. Trước đó, năm 2018 và 2019, Phó Tổng thống Mỹ Michel và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lần lượt có các phát biểu chỉ trích Trung Quốc trong những sự kiện do Viện này tổ chức trước cuộc hội thảo tại Mỹ lên tiếng tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Harris, Canada. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc đang trả giá đắt không lường hết được. Báo chí Trung Quốc và nước ngoài thời gian qua cho rằng những ứng xử thô bạo và ý đồ chiếm toàn bộ Biển Đông đã làm các nước láng giềng xa lánh Bắc Kinh. Những tuyên bố nghe lọt tai, Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh lại chính sách ngoại giao láng giềng với kỳ vọng xoay chuyển tình hình, nhưng diễn biến thực tế thì ra sao? Trước đó, tháng 10 năm 2013, trong chuyến thăm các nước ASEAN, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra ý tưởng thành lập Ngân hàng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng châu Á để trợ giúp các nước, nhất là khu vực Đông Nam Á viết tắt là AIIB. Tiếp đó, Bắc Kinh đưa ra những chương trình như xây dựng khối cộng đồng ASEAN, khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương và con đường tơ lụa trên biển, hợp tác kinh tế vòng cung toàn vịnh Bắc Bộ. Ngày 21 tháng 5 năm 2014, phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh những biện pháp hợp tác và xây dựng lòng tin ở Thượng Hải, ông Tập đưa ra khái niệm an ninh châu Á mới gồm các nội dung cộng đồng tổng hợp, hợp tác bền vững. Phương châm ông nêu ra là đối thoại tin cậy hợp tác theo tinh thần bốn chữ thân thành huệ dung, tức thân thiện, chân thành, có lợi và bao dung. Báo cáo về công tác đối ngoại, trước Quốc hội Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, ngoại giao nước lớn là then chốt, ngoại giao láng giềng là hàng đầu, ngoại giao với các nước đang phát triển là cơ sở, ngoại giao đa phương là vũ đài quan trọng. Ông Lý đồng thời khẳng định, trách nhiệm nước lớn của Trung Quốc vào ngoại giao một vành đai một con đường, nhất là con đường tơ lụa trên biển. Trung Quốc cam kết chi 40 tỷ USD là một chiến lược lâu dài trong chính sách ngoại giao của Bắc Kinh. Thủ tướng Trung Quốc khi thăm các nước ASEAN tháng 10 năm 2013 cũng cam kết mâu thuẫn tranh chấp nổi lên ở Biển Đông không có lợi cho bất kỳ ai. Chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu để Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Trung Quốc tự làm xấu quan hệ với láng giềng. Quan hệ Trung Quốc-Philippines những năm gần đây trở nên căng thẳng khi Bắc Kinh bị Manila phản ứng gay gắt vì hành vi xâm chiếm xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông. Hải quân Trung Quốc cũng bị tố là không ngừng ngăn chặn tấn công các tàu thuyền của ngư dân Philippines đang tác nghiệp bình thường trong vùng biển của mình, ra sức ngăn chặn và tấn công các tàu hậu cần của Hải quân Philippines. Tàu chiến Trung Quốc đã ngăn chặn 3 tàu cá Philippines, trong đó đâm hỏng một chiếc gần bãi cảng Scarborough. Sự kiện này làm cho dân chúng Philippines phẫn nộ. Thậm chí trong chuyến thăm Nhật Bản 4 ngày, từ mùng 2 tháng 6 năm 2015, Tổng thống Philippines Pedro Aquino III đã lên án những hành động và ứng xử của Trung Quốc với các nước láng giềng ở Biển Đông, giống như phát xít Đức từng làm trong Thế chiến II. Trở lại hội nghị APEC mới đây, mặc dù phía Philippines, từ Tổng thống tới Ngoại trưởng và Chủ tịch Ủy ban tổ chức APEC đều cam kết không nêu vấn đề Biển Đông trong nghị trình chính thức, đồng thời bày tỏ hoan nghênh và đón tiếp trọng thị đối với ông Tập, nhưng các nước khác và dân chúng Philippines vẫn dấy lên tiếng nói chỉ trích Trung Quốc.